con cứ giờ lên đứng ta. Con sợ lắm cậu ạ. Con sợ cái gì nào? Ôi cậu ơi. Con ơi, cô nhìn khác là người nhà mình. Con việc gì phải sợ? Với lại, con là người lương thiện, không ma quỷ nào làm hại con đâu. Cậu con ơi. Cứ ra đây với cậu. Thôi, nhưng mà việc này là việc của cậu, chứ không phải việc của con đâu mà cậu cứ lôi con vào thế. Kiểu con. Cậu ơi, cô con nhìn khách đứng trên mặt nước dưới dòng sông kia cậu kia. Nhìn khách ơi, tưởng chi xa những con thuyền bỗng quay đầu trở lại. Ta chợt tỉnh cơn mây vội vã đến bên nàng. Nàng có hiểu lòng ta chăng? Ta ân hận lắm. Ta mang hai lạng bạc đến chợ, khiến nàng phải chết đi bao nhiêu ức.
chừng mấy.